quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm thời gian ngày 23 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Tập 299 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 352 Trang 352 trang 352. Hàng thứ tư, hàng thứ tư. Thiện hộ khẩu nghiệp, bắt đầu xem từ đây. Sáu câu bên dưới, thiện hộ khẩu nghiệp, tượng trưng ba nghiệp thân khẩu ý của Bồ Tát thanh tịnh. Trong ba nghiệp lấy Thiện hộ ý nghiệp làm điều quan trọng nhất Nghĩa là Chánh hạnh thiện hộ niệm của Bồ Tát Do khí nhập thâm sâu trung đạo Chánh định thường tịch Thấu triệt chân nguyên Diễn ly sanh diệt Tự nhiên diễn ly tất cả cấu nhiễm của phiền não Là lấy ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm Chúng ta xem từ đây. Tiện hộ khẩu nghiệp, không tìm lỗi người. Tiện hộ thân nghiệp, không mất lục nghi. Tiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Chính là sáu câu này. tam nghiệp sắp xếp thứ tự. Không giống với các kinh luận khác. Thông thường trong kinh luận, chúng ta thấy sắp xếp theo thứ tự là thân, khẩu, ý, cũng chính là thiện hộ thân nghiệp xếp đầu tiên. Trong kinh này, Đức Phật đem thiện hộ khẩu nghiệp xếp đầu tiên. Trong này, ý nghĩa rất sâu. Chúng ta lãnh hội không khó lắm. Thân ngữ ý tạo nghiệp. Trong kỳ sám hối Bồ Tát Phổ Hiền, nói rất rõ ràng, căn là tham sân si mạng nghi từ vô thì kiếp đến nay đây là căn đây là nhân đây là tạo nghiệp duyên tạo nghiệp thì sao chính là thân ngữ ý ở đây niệm lão giải thích cho chúng ta ông đặt ý nghiệp lên hàng đầu cũng có đạo lý không phải không có lý sáu câu này là tam nghiệp thanh tịnh chỉ cần có thể thiện hộ chữ thiện này quá hay tam nghiệp thanh tịnh trong tam nghiệp quả thật ý nghiệp làm chủ đây là quan trọng ý nghiệp là khởi tâm động niệm có ý niệm này khẩu mới có ngôn ngữ thân mới có tác động cho nên ý niệm rất quan trọng tức là chánh hạnh thiện hộ niệm của bồ tát ở trước nói rất hay do khế nhập thâm sâu trung đạo chánh định thường tịp đây là bốn câu ở trước từ trang nghiêm các hạnh đầy đủ quỷ phạm quán pháp như quá ta muội thường tịch có công phu chân thật của việc tu hành này cho nên tâm thái của họ đoan chánh không có tà niệm Khế nhập thâm sâu trung đạo Hai câu trước Liễu đạt chân nguyên Liễu là thấu triệt Đạt là thông đạt Không có chứa ngại Chân nguyên Nghĩa là thật tướng các Pháp không đạt thấu triệt chân tướng Của tất cả Pháp Tất cả Pháp Trong Phật Pháp Quy nạp thành sáu chữ Tánh Tướng Tánh là Năng sanh năng hiện Hướng là sở sanh sở hiện Sự lý Sự Là sợ biến Lý là năng biến Năng biến là tình thức sở biến là mười pháp giới y chánh trang nghiêm hai chữ sau cùng là nhân quả có nhân tức có quả có quả nhất định là có nhân sáu chữ này bao gồm tất cả các pháp Liễu Đạt chân nguyên. Diễn ly sanh diệt. câu này tức là tự tánh bổn định cũng chính là trong kinh nói ta muội thường tịch đây là tự tánh bổn định tự nhiên diễn ly tất cả cấu uý phiền não trong tất cả pháp tự nhiên không khởi tâm không động niệm công phân biệt không chập trước đây là cảnh giới gì là pháp thân bồ tát chú trong cõi thật báo họ đạt được thân pháp tánh cõi pháp tánh Hoàn toàn khác dưới 10 Pháp giới Tuy ứng quá trong lục đạo Hòa quan đồng trần với tất cả chúng sanh Trên thực tế họ vẫn trú trong quải thật báo Ba ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng quá tại thế gian. Kinh điện có ghi chép. Có người hỏi Phật Ngài trú ở đâu? Phật đang thiền định. liền để một chân xuống đầu ngón chân ấn xuân đất đại chúng thấy thế giới này giống như thế giới cực lạc vậy thì đức phật thích ca mâu ni Ngồi trên báo tòa Kim Cang Không phải trên tòa cỏ Đây phải chăng là Đức Phật đang biến quá ảo thuộc Không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thật sự đang trú trong quậy báo Ở thế giới chúng ta thì sao Đây là ứng quá thân Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát có ứng Đó là ứng thân Có nhân duyên với những chúng sanh này Sâu hơn một chút Giúp họ thời gian dài hơn một chút Đây là ứng thân Nếu thời gian rất ngắn Làm xong trong vài tiếng đồng hồ Mười ngày nửa tháng có thể làm xong Đều dùng quá thân Vậy là ứng quá tại thế gian Quảy báo của Ngài Vậy là quảy thật báo trang nghiêm Thật là chân thật Không phải giả Trang nghiêm như ở trước có nói Tra nghiêm chúng hạnh Đầy đủ quỷ phạm Đây là sự nghiệp lợi tha của Phật Ở đây chúng ta nhất định phải biết nếu không thể khế nhập thâm sâu trung đạo Chánh định thường tịch Liễu đạt chân nguyên Diễn ly sanh diệt Chúng ta không làm được Đời này nếu chúng ta không thể giảng sanh Nghĩa là Tiếp tục luân chuyển Trong luân hồi lục đạo Đây là chân tướng sự thật Chúng ta dùng phương pháp gì? Khế nhập thâm sâu trung đạo Chánh định thường tịch Dùng phương pháp gì? sáu câu sau chính là bước khởi đầu của chúng ta chúng ta học phật bắt đầu học từ đâu bắt đầu từ thiện hộ tam nghiệp niệm lão giới thiệu cho chúng ta Đặt thiện hộ ý nghiệp lên hàng đầu Vì sao vậy? Ở đây nói rất rõ ràng Lấy ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm Ý nghiệp thanh tịnh thân khẩu theo đó cũng được thanh tịnh đối với khẩu nghiệp là không tìm lỗi người đưa câu này lên đầu tiên vậy chúng ta biết tu hành bắt đầu từ đâu bắt đầu tu từ thiện hộ khẩu nghiệp không tìm lỗi người quan trọng nhất như pháp bảo đàn kinh đại sư huệ năng nói người tu đạo chân chánh không thấy lỗi thế gian thật sự có thể không thấy lỗi của thế gian như vậy sẽ không tạo khẩu nghiệp không còn nói lỗi của người khác trong bộ kinh này đức thế tôn cũng đã khuyên chúng ta thấy người khác có lỗi phải như thế nào phật nói tiên nhân bất thiện không biết đạo đức không có người dạy không thể trách họ không thể trách họ phiền phức lớn nhất khó khăn lớn nhất chính là chỉ thấy lỗi người không thấy lỗi mình Đây là nguyên nhân chủ yếu trong đời này Chúng ta tu hành không thể thành tựu Người tu hành phải đổi ngược cách nhìn này Thấy người khác đang làm điều sai lầm Chúng ta nghĩ như thế nào? Đó là Bồ Tát làm cho chúng ta thấy Mình có lỗi này hay không? Có thì sửa Không có cần cố gắng hơn Đây là cách làm của ai? Nói cho chưa gì biết 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử Trong kinh Hoa Nghiêm Chính là cách làm này Những gì 53 vị thiện tri tước biểu diễn Năm mươi ba người này Có nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Bao gồm ngành nghề khác nhau trong xã hội Hiện tại đồng tử đến tham bái Đều xem họ như Phật Bồ Tát Chư Phật Như Lai Ứng quá ra trước mắt chúng ta Bất luận hiện thân tướng gì Trong lòng họ đều là Như Lai quá thân đến dạy chúng ta. Bất luận họ làm việc thiện hay việc ác Trên thực tế họ không có thiện ác Họ đến để biểu diễn cho chúng ta thấy Cảnh giới thiện chúng ta có động tâm chăng? Động tâm quan hỷ Hỷ nộ ai là ái ố dục Khởi hỷ Khởi lạc Khởi ai Đều là phiền não Nếu thấy họ bất thiện Họ đang tạo ác Chúng ta có nổi giận chăng Có oán hận chăng Tập ký phiền não đoạn từ đâu, đều đoạn từ đây. Đoạn từ đây mới là thực sự đoạn. Làm sao mới đoạn tận nó? Quán pháp như huyền, tất cả không phải thật. tất cả điều này đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Đây đều là trong kinh nói Bất kỳ cảnh giới nào hiển tiền Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Như vậy là thấy được tự tánh Kiến tánh tức thành Phật Vậy ta đừng chấp tướng Chấp tướng chính là phàm phu Không chấp tướng sẽ kiên tánh Chấp tướng Tướng sang ra chứa ngại Không thấy được chân tánh Ở đây có một câu Khế nhập sâu vào trung đạo Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta thiếu điều này Chẳng những không khế nhập thâm sâu Căn bản không có khế nhập Cảnh giới dự động một tí Phiên não lập tức phát tạc Hợp với ý mình Thì vui mừng quan hỷ Không hợp ý mình Thì lập tức nổi giận Trách cứ người khác Sai lầm tu hành như vậy từ sáng đến tối đều đang tạo nghiệp đều đang kết oán với chúng sanh oán thân trái chủ rất nhiều Niệm niệm đang kết oán với người Những chúng sanh có nhân duyên với chúng ta Trong đó cũng có trí tuệ Cũng có ngu si Ngu si thì sao? Ghi hận trong lòng Đợi ngày trả thù Phiền phức này quá lớn Người có trí tuệ Họ không tính toán Tha cho anh Không so đo với anh tình trạng này ở sau không có báo thù họ đã tha thứ cho quý vị người có trí tuệ từng bước đi lên họ tha thứ cho quý vị họ còn cảm ơn quý vị vì sao vậy vì nhờ nhân duyên của quý vị gây ra Khiến họ được cảnh giới nâng cao Nghĩa là họ xem quý vị như một cuộc thử nghiệm Qua cuộc thí nghiệm này họ đạt tiêu chuẩn thông qua Được nâng cao Họ lấy công đức tu hành của mình hồi hướng cho quý vị vì sao vậy quý vị tạo tội nghiệp này người ta tha thứ đây là tánh tội bản thân ta sai lầm vẫn phải bị đọa lạc bởi vậy họ đem công đức tu hành hồi hướng cho quý vị tương lai đọa lạc vào đường ác được giảm nhẹ đau khổ đây là họ báo ân Vấn đề trong lục đạo Thập Pháp giới rất phức tạp Nếu không tĩnh tâm Quan sát tương tận Không thể nhận ra Khi thấy rõ ràng minh bạch Mới quát nhiên đại ngộ Trong này có sai lầm chăng Có sai lầm Trên thực tế không có sai lầm Đều là nhất niệm chấp trước Hư vọng của bản thân tạo thành Không liên quan đến người khác Không liên quan đến hoàn cảnh Nhân sự hoàn cảnh đều không liên quan Đến sau cùng là gì? Cổ nhân nói một câu rất triệt để Tự làm tự chịu Ta không thể trách cứ bất cứ ai hoàn toàn do ý niệm của mình chi phối, ý niệm thiên biến dạng hóa, đây mới là nguyên nhân thực sự, cho nên ý nghiệp thanh tịnh phải đặt lên hàng đầu. Trước tiên chúng ta phải học tâm thanh tịnh Trước tiên phải biết Thập pháp giới y chánh tra nghiêm là giả không phải thật Nói mười pháp giới là bao gồm lục đạo Vì sao vậy? Vì nó là do thức biến Tướng Là tâm hiện Không sai Nhân thức làm lệch lạc các tướng này. Thể của tướng chính là tự tánh Tướng của tứ tư thanh pháp giới Thể là tự tánh Lục đạo Cho đến thể của ngã quỷ Địa ngục súc sanh tướng này thể của tướng vẫn là tự tánh trong tự tánh không có nhiễm tịnh không có đúng sai thiện ác cho nên khi kiến tánh câu đầu tiên đại sư huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Ta thấy được những hiện tượng của địa ngục A Tỳ Địa ngục vô gián Tánh của nó vẫn là thanh tịnh Không có chút ô nhiễm nào Nhiễm trước từ đâu mà có Nhiễm trước do tâm phân biệt Tâm chấp trước tạo nên Đặc biệt là chấp trước Chỉ cần không có chấp trước thiện ác, khổ vui. Nhiễm tịnh đều không có. Nói cách khác, nó từ phiền não sanh ra. Không phải từ tự tánh. Trong tự tánh hoàn toàn không có. Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đã hiểu. Bồ Tát tuyệt đối không chỉ trích lỗi của người khác. Khẩu nghiệp không tìm lỗi của người. Thật sự là do ý nghiệp không thấy lỗi của người. Ý nghiệp không thấy lỗi của chúng sanh. Cho nên trong khẩu nghiệp không có Trách cứ lỗi lầm của người khác Giống như câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh nói Nhân chi sư tánh bổn thiện Làm sao để thấy được bản tánh vốn thiện Không có lỗi lầm của người Phải biết rằng lỗi lầm là tập tánh không phải bản tánh. Tập tánh, người xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tất cả đều do gặp duyên khác nhau. Nếu ở gần Phật Bồ Tát, -ta, ta sẽ trở thành Phật Bồ Tát. Ở gần Thánh Hiền, ta sẽ trở thành Thánh Hiền. Ở gần người thiện, mình cũng trở thành người thiện. Ở gần người ác nhất định biến thành người ác Đạo lý là như vậy Chính vì chân tướng sự thật này Giáo dục rất quan trọng Chúng ta là người học Phật Ngày ngày gần gũi Phật Phật ở đâu? Ở trong kinh điển Quang minh của Phật chiếu khắp nơi Phật quang ở đâu? Kinh điển chính là quang minh Nếu không tin quý vị hãy đọc nó Chắc chắn giác ngộ Trí tuệ hiện tiền Đây chính là phóng quang Nó đang dẫn dắt mình Phá khởi quang minh bát nhã Trong tự tánh của chúng ta Ra ngoài Ngày ngày đọc kinh đọc suốt mấy mươi năm Vẫn chưa khai ngộ Hoàng Minh chưa phát ra Nguyên nhân là gì? Chắc chắn là ta có vấn đề Vấn đề do mình không phải ở kinh điển Cùng một bộ kinh Vì sao người đó đọc rồi khai ngộ Mình đọc không khai ngộ Quý vị thử hỏi họ khai ngộ như thế nào? Người ta nói với quý vị Bí quyết là thật thà Nghe lời trong kinh dạy như thế nào thì làm theo như thế đó. Vậy những gì không được làm thì tuyệt đối không làm. Thực hành Mới đạt được lợi ích Lợi ích này chính là khai ngộ họ được tam muội được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng giá chính là khai ngộ đời này họ không uổng phí khi đến thế gian này Mặc dù chứng tiểu quả Họ cũng rất quan hỷ Vì sao vậy? Vì thân này Thân thể này Ở trong thế gian này Là thân sau cùng Đây là gì? Đây là nghiệp báo Do nghiệp báo mà đến Lần sau đến thì sao? Không phải thân nghiệp báo Lần sau đến là thừa nguyện tái sanh Không phải phàm phu Là Phật Bồ Tát Thừa nguyện tái sanh Giảng sanh đến thế giới cực lạc Người ở thế giới cực lạc Đều có bản lãnh này Người vừa mới giảng sanh Đã có bản lãnh này Quý vị thật tâm cầu họ người này thật sự giảng sanh thế giới tây phương cực lạc quý vị thật tâm cầu họ báo mộng cho tôi bây giờ quý vị đến thế giới cực lạc nói cho tôi biết tình trạng ở đó họ đến thật nếu họ giảng sanh đoan tướng đều rất tốt quý vị cầu nguyện như thế họ không có cảm ứng của mộng họ chưa giảng sanh đầu thai vào đường khác Vì thật sự giảng sanh đến thế giới cực lạc Họ có năng lực này Vừa đến thế giới cực lạc Được oai thần 48 nguyện của Phật A-di-đà Gia trì cho họ Họ chính là A-duy Việt Trí Bồ-Tát A-duy Trí Bồ-Tát có năng lực này Có cầu tất ứng Họ giảng sanh thật hay giảng sanh giả Lập tức rõ ràng Đây cũng là chúng ta hiểu rõ người tu hành chân chánh. Họ có thực giảng sanh hay không? Ý niệm của chúng ta trong Hoàng Nguyên Quán nói rất hay ba loại chu biến. Ý niệm vừa khởi liền chu biến Pháp giới Tất cả chư Phật như Lai đều nhận được Nhận được nhất định hồi ứng Sẽ hồi ứng cho quý vị Nhưng nếu họ đến các đường khác Vậy là không được nếu họ đến thế giới tây phương cực lạc nhất định có năng lực này chúng ta cần hiểu rõ tâm địa càng thanh tịnh cảm ứng càng mạnh có khi sức cảm của chúng ta không mạnh vì sao vậy vì quá loạn quá tạp Trong này xen vào rất nhiều tạp niệm Khiến tin tức chúng ta phát ra rất mơ hồ Ở trước chúng ta đã học Chí tâm một chỗ Tức là ở đây nói Rất là quan trọng Tâm phải thanh tịnh Không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Mười niệm Cảm ứng liên hiển tiền chúng ta xem tiếp tha tức là tất cả hữu tình nói thêm một bước nữa tức bao gồm hữu tình vô tình tất cả pháp của muôn sự muôn vật trong chữ tha này hàm nghĩa rất rộng rất lớn nói cách khác ngoài chính mình ra đều gọi là tha Chữ này bao gồm hết tất cả. Quý vị xem nó bao gồm cả hữu tình, vô tình, muôn sự, muôn vật. Đây là tất cả Pháp. Bốn câu bên dưới cần phải nhớ. Tất cả không lỗi. vốn tự vô nhiễm, tự nhiên thanh tịnh, vốn tự viên thành. bốn câu này là gì tất cả pháp đều như vậy tất cả không có sai lầm điều này phải nhìn từ đâu phải nhìn từ bản chất của ba loại hiện tượng như hiện tượng vật chất. À, như Mark Lan từng nói, Đức. nhà lượng tử vật lý học người Đức. Ông nói thế gian này căn bản không có thứ gì gọi là vật chất. Bản chất của vật chất là gì? Là ý niệm. Bản chất của ý niệm là gì? Là dao động. Tần suất rất nhanh. Bồ Tát Di Lạc cho chúng ta biết Một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm Trong tình huống này quý vị tìm lỗi lầm tìm không thấy vừa khởi lên đá diệt trong này ta không tìm ra sự sanh diệt sanh diệt đều không tìm thấy nhiễm tịnh thiện ác ở đâu ra hoàn toàn không có Những ý niệm này tích lũy mới có hiện tượng này. Có hiện tượng nhiễm định, có hiện tượng thiền ác. Nhưng phải biết rằng mỗi ý niệm của nó đều độc lập. Chúng ta thấy nó tương tục, tương tục là giả. Như xem phim vậy. Là giả tướng. Nếu xem phim đèn chiếu từng tấm từng tấm xem âm bản, hoàn toàn không có nhiễm tịnh thiền ác phàm phu thấy hình ảnh trên màn hình phật bồ tát thấy được bản chất của nó bản chất của mỗi một tấm phim đèn chiếu trong này không có nhiễm tịnh thiền ác Trong này chỉ có thanh tịnh bổn nhiên Không hề sai vốn tự vô nhiễm thanh tịnh bổn nhiên Chẳng phải Đại sư Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh sao Ngài nhìn thấy Chúng ta không thấy Nói cách khác, chúng ta chỉ thấy hiện tượng trên màn hình, ngài nhìn thấy được âm bản trong máy chiếu. Trên màn hình là giả tướng. Nếu chúng ta lý giải được điều này, khẳng định không còn hoài nghi. Tất cả Pháp thế xuất thế gian Đích thực không có sai lầm Những Pháp này rốt cuộc như thế nào Phật dùng một câu để giải đáp Pháp vốn như vậy Nghĩa là nó vốn tự nhiên Nó chính là như vậy Bất khả đắc Huyện tướng Quán Pháp như huyện hóa quý vị xem tất cả pháp tất cả pháp là huyện tướng tất cả không có sai lầm đây là huyện tướng tất cả không có lỗi lầm vốn tự vô nhiễm thanh tịnh bổn nhiên vốn tự viên mạng đây đều là nói tất cả pháp Bất luận chúng ta nhìn từ tánh Chúng ta nói ví dụ Bất luận nhìn từ màn hình Hay là nhìn từ âm bạn của mây chiếu Hoàn toàn giống nhau Đây gọi là trung đạo Đây mới thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật Chân tướng sự thật chính là như vậy Không có sai lầm Không có ô nhiễm Thanh tịnh bổn nhiên vốn tự viên mạng viên mãn thành tựu như phủ lăng nghiêm nói rằng mọi sự cứu cánh kiên cụ kinh đại phật đảnh thủ lăng nghiêm thủ lăng nghiêm nghĩa là gì thủ lăng nghiêm là tiếng phạn dịch sang tiếng trung quốc nghĩa là mọi sự cứu cánh kiên cụ mọi sự cứu cánh kiên cố chính là câu nói ở trước vốn tự viên thành giải thích câu này thực tế nó nói gì chân như tự tánh tất cả pháp là hiện tượng căn bản của hiện tượng là sự tánh lìa tự tánh không có hiện tượng hiện tượng vốn là thanh tịnh bổn nhiên chỉ cần nó lìa thức Lìa tám thức 51 tâm sở Nó chính là thanh tịnh bổ nhiên Những gì nhìn thấy là Nhất chân Pháp giới Thế giới qua tạng Thế giới cực lạc Là hiện tướng này nếu trong này xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Và quảy báo của chư Phật như lai có gì khác biệt, không khác nhau. Phải biết điều này. Có á thật không khác nhau. khác nhau là vì chấp trước của chúng ta khác nhau phân biệt khác nhau nhiều rắc rối như vậy nhiều rối ren như vậy từ đâu mà có sự phân biệt chấp trước sinh ra lìa phân biệt chấp trước mọi rối ren phiền phức đều không còn Tất cả ý tướng cũng không còn Như trong viên Giác nói Các giới điện tuệ Và dâm nộ si Đều là phạm hạnh Điều này không dễ hiểu chút nào Câu này nghĩa là gì? mặt trái của giới định tuệ là dâm nộ si dâm nộ si tức là tham sân si ba độc giới định tuệ là giả dâm nộ si là giả phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng nhưng ta có cái tôi ta có chấp trước như vậy là có thật không phải là phạm hạnh giới điện tuệ sanh vào đường thiện của nhân thiên giám nổ si sanh vào ba đường ác Nếu không hiểu rõ chân tướng mê hoặc Nó liền biến thành lục đạo Còn như thấu triệt chân tướng của nó Thấu triệt thì sao? Thấu triệt sẽ không chập trước Không có giọng tưởng phân biệt chập trước Giới định tuệ bất khả đắc Giám nội si cũng bất khả đắc Giới định tuệ là thanh tịnh dám nội si là ô nhiễm Tất cả đều bất khả đắc Trong tự tánh thanh tịnh tâm Không có những thứ này Giới định tuệ từ đâu mà có Vì phàm phu Có tham sân si Cho nên Phật mới dùng phương pháp Của giới định tuệ để đối trị Tham sân si không còn Bến lành Thuốc không cần nữa Bến lành còn chấp trước Giới định tuệ lại sai Không phải đã nói với quý vị rồi sao Pháp còn phải bỏ huống gì phi Pháp Dâm nộ si là phi Pháp Giới định tuệ là Phật Pháp Đến cạnh giới đó Phật Pháp không còn Trở về tự tánh Phật Pháp cũng phải biết dùng Trong kinh ví dụ rất hay Phật Pháp là gì? Giống như chiếc thuyền qua sông vậy Muốn qua sông nhất định phải lên chiếc thuyền này Đến nơi lên bờ không cần thuyền nữa Nếu dắt theo chiếc thuyền đó Vậy không thể lên đến bờ Chiếc thuyền là một công cụ để qua sông Phật Pháp cũng là duyên sanh duyên là gì người thế gian tạo nghiệp hành thiện là duyên cho nên phật mới nói những pháp này nếu người thế gian không có duyên này phật cũng không có pháp này phật không nói pháp nào nhất định phật không có pháp gì để nói nói một cách rõ ràng như vậy rồi ở đây niệm lão nói câu này quá hay chúng ta đọc thêm vài lần cần phải ghi nhớ nói thêm một bước nữa bước bao gồm tất cả pháp của hữu tình vô tình muôn sự muôn vật tất cả không có sai lầm nếu nghe hiểu câu này tất cả không có sai lầm Bốn câu bên dưới chính là nói vì sao nó không có sai lầm. Bốn câu bên dưới. Giới định tuệ vốn tự vô nhiệm. Dâm nộ si vốn tự vô nhiệm. Giới định tuệ thanh tịnh bổ nhiên. Dâm nộ si thanh tịnh bổ nhiên. Tất cả đều trở về tự tánh Trở về tự tánh giống như toàn bộ trở về số 0 vậy Nó không phải 1, 2, 3, 4 Tất cả đều trở về con số 0 Phật phá thẩm thơm di diệu chính là ở chỗ này Khiến ta trở về tự tánh Trở về con số 0 Trở về điểm khởi đầu Không có gì cả Hoàn toàn quá giải Lại tất cả phiền não rốt ráo dài thoát Cho nên tất cả bình đẳng Không có gì đáng phê bình Các phá bình đẳng Các phá cùng một vị Vậy thì còn gì đáng để phê bình? Vấn đề này ngay ở tại đây. Ta giác ngộ là tại đây. Mê hoặc cũng ngay tại đây. Phạm phu thành Phật quá đơn giản. Ngay lúc này một niệm giác ngộ tức thành Phật. Một niệm mê hoặc liền đọa vào ba đường ác. À? Ngay trong một niệm. Một niệm giác mê rất quan trọng. Vì sao chúng ta không niệm giác mà niệm mê? Biết học, không biết học Hèn chốt là ở đây Lời đã nói đến đây Không khó Nhưng chuyển cảnh giới không dễ chút nào Vấn đề là gì? Chúng ta mê thời gian quá lâu Mê quá sâu Nghe những lời này của Phật Hình như Có hiệu chút ít Không chuyển được cảnh giới Đây cũng là sự thật vì sao vậy? Vì quân tập phiền não thời gian dài Quân tập Phật Pháp thời gian quá ngắn Cho nên nó không khởi tác dụng Cổ nhân nói câu này rất có đạo lý Nhất môn thâm nhập trường thời quân tư Pháp môn tịnh độ là phương tiện bậc nhất Pháp môn này là gì? Chính là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Ta có chịu dùng câu Phật hiệu này để quân tập hay chăng? Như Hòa Thượng Đế Nhàn vậy. Hòa Thượng Đế Nhàn dạy người khác. Họ thực hành theo phương pháp này và thành công Rất có hiệu quả Bản thân ông vẫn chưa làm được Nghĩa là sao nhân duyên không giống nhau Người thở hàng hành trì 3 năm thành công Người thế gian đều coi thường ông Người ngu Không có trí tuệ Không biết chữ Hòa Thượng Đế Nhàn chỉ truyền cho ông một câu Phật hiểu này Dạy ông niệm Từ sáng đến tối chỉ niệm câu này Niệm mệt thì nghĩ, nghĩ rồi niệm tiếp Bí quyết thành công của ông là chân thật Nghe lời thực hành Ba năm thành công chúng ta có ai chịu thực hành hay không Đừng thực đó. hành nhất định không thua kém ông ba năm thành phật ông ta thật sự thành phật đức phật di đà đến tiếp dẫn ông ra đi biết trước giờ chết niệm phật ba năm cảm ứng được phật a di đà theo những gì kinh điển nói đây là tâm chân thành hoàn toàn buông bỏ Thèn chốt lỡ đi Thật sự buông bỏ Để với thế gian này không còn chút tham luyến nào Ngày mai có đủ ăn hay không Không quan tâm Không nghĩ đến nó Buông bỏ hết Nhất tâm niệm Phật Thời gian trong kinh nói là 7 ngày Nếu một ngày cho đến 7 ngày quý vị sẽ thành công. Đây không phải giả. Pháp sư Anh Kha đã chứng minh điều này cho chúng ta thấy là người xuất gia, một tỳ kheo phá giới. Cũng là một người ở trong đại chúng không được mọi người tôn trọng. Phiền não tập khí của sư rất nặng. Là sức mạnh nào thúc giục sư Vì sư tin vào nhân quả Sư tử biết mình sai Không phải không biết mình phá giới Biết rõ Còn biết rằng tương lai Nhất định đóa vào địa ngục Sợ cảnh khổ của địa ngục Địa ngục quá khổ Không thể đến đó Sư quyết một lòng Niệm rút ráo Cầu Phật hiểu này Ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ Quên luôn cả việc ăn uống Niệm triệt để một câu Phật hiệu này Sự có quyết tâm lớn như vậy Tính tâm kiên định như vậy Xin rằng Tôi cầu Phật A-di-đà Đức Phật nhất định đến Có tính tâm lớn lao như vậy Ba ngày ba đêm Phật A-di-đà đến. Nói với sư, Ngươi còn 10 năm thọ mạng, Nên cố gắng tu hành. Đến khi ngươi lâm mạng chung, Ta sẽ đến tiếp dẫn. Pháp sư Doanh Kha đúng là người thông minh, không hồ đồ, nắm chặt cơ hội này yêu cầu Phật A-di-đà Con muốn đi ngay Không cần 10 năm thọ mạng đó Cơ hội này rất khó được Ông biết nắm bắt Phật A-di-đà bằng lòng Ngài nói thôi được Ba ngày sau ta đến đón Ba ngày sau sư giảng sanh vì sao Phật A-di-đà không dẫn sư đi ngay lúc đó? Phật A-di-đà muốn để sư gây sự ảnh hưởng cho đại chúng. Hiện thân thuyết pháp cho mọi người nghe. Cho nên sư mở cửa phòng, nói với mọi người, mình đã gặp Phật A-di-đà, ngài nói ba ngày sau đến đoán đi. Người trong chùa nghe như vậy Không ai tin Một người xuất gia không giữ quy củ Tạo nhiều tội nghiệp Mới đóng cửa có ba ngày Mà đã dám nói Ba ngày sau giảng sanh Cũng may ba ngày không lâu lắm Mọi người đợi xem Xem ba ngày sau có giảng sanh thật chăng Ba ngày sau Sư cung kính mời bạn đồng tu Niệm Phật Tiễn sư giảng sanh Mọi người đều rất quan hỷ Có thể giảng sanh là điều rất khó được Thật hy hữu Mọi người đều đến đưa sư Niệm Phật chưa đến một khắc một khắc ngày xưa bây giờ là năm phút sư nói với mọi người đức phật đã đến tôi đi đây sư đi thật mọi người đều tin Cho nên, ba ngày sau, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn sư là dùng thân của sư để làm biểu pháp. Nói với mọi người, đây là sự thật, không phải giả. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật định thời gian là bảy ngày. Nhất định có cảm ứng. Không có cảm ứng là do tâm không thành. Nếu niệm Phật phù hợp với tiêu chuẩn của Bồ Tát Đại Thế Chí nói Bảy ngày chắc chắn thành tựu Thiện căn sắc bén một ngày thành tựu Thiện căn bậc trung ba bốn ngày thành tựu Thiện căn bậc hạ sáu bảy ngày Không ai không có cảm ứng niệm phật ba năm giảng sanh đây là những người bình thường rất nhiều chúng ta phải hiểu những đạo lý này thông đạt thấu đáo chân tướng sự thật không hề có sự nghi hoặc khi đại thiên tai xảy ra nhất định giảng sanh đừng nghĩ đến lương thực không cần nghĩ đến những điều này bảy ngày có một ly nước là đủ bảy ngày bảy đêm nhất định cảm ứng với phật a di đà nhất tâm nhất ý cầu giảng sanh đây không phải là mê tín cho nên nói bất kỳ thiên tai gì thiên tai không liên quan đến tôi thiên tai dù nghiêm trọng đối với tôi cũng không sao Nếu có việc để thiên tai trong tâm là sai Để Phật A-di-đà trong tâm là việc đúng đắn Trong tâm không có thiên tai Trong tâm không có người ác Trong tâm không có lỗi lầm Tất cả chúng sanh đều không có lỗi lầm Tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát hiện thân đến độ mình Họ thị hiện thiện Pháp Là đến thử xem Mình có còn tâm tham luyến hay không Thị hiện các ác Pháp Thử xem mình có còn tâm sân nhuế hay không Hiện tại đồng tử chính là thành tựu như vậy Trong lòng thiện tài đồng tử Tất cả Pháp đều là chư Phật như Lai Đều đến để, để giúp Ngài thành tựu cho Ngài Đến yêu ma quỷ quái ba tuần đều là chư Phật như lai. Vì thế ngài thành Phật chỉ trong một niệm. Có tấm gương, có điển hình. Chúng ta vẫn không tin, vẫn hoài nghi. Chính là nghiệp chướng bản thân quá nặng. Nghiệp chướng nặng Điều này không thể phủ nhận Điều gì có thể quá giải Kinh điển Chỉ một bộ kinh vô lượng thọ này là đủ Nghe lần này qua lần khác Hiện nay chúng ta có lưu CD Nghe khoảng 10 năm Tâm an định Ý cũng giải Tâm khai ý giải Đáng buông bỏ Thật sự có thể buông bỏ Không phải giả Tức là đại công thành tựu Làm sai vấn đề không sợ Chỉ cần biết sám hối, biết quay đầu sám hối Khi tôi mới học Phật Đại sư chuyên gia dạy rằng Sám hối không phải là hình thức Sám hối thật sự Là về sao không tái phạm nữa Ta biết Mình làm sai Liền sửa đổi sai lầm mình gây ra Đây gọi là chân sám hối Tôi bất hiếu với cha mẹ Biết khối lỗi trở lại hiếu thuận cha mẹ Cha mẹ không còn Trong lòng luôn nhớ về họ Niệm niệm không quên Hồi hướng công đức tu hành của mình cho cha mẹ Vì độ cha mẹ phải tin tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Sau khi sanh về tịnh độ Bất kỳ cha mẹ ở quái nào Ta đều có thể thấy Đều có thể nhận được tin tức Ta có đủ năng lực để cứu họ Đây là hiếu dưỡng cha mẹ. lấy hiếu tâm lấy tâm chân thành cung kính đối với phật bồ tát phật bồ tát là thầy ngày nay chúng ta đối với thầy chỉ có hình thức không có thực chất cho nên không có cảm ứng Nếu có chân thành cung kính Giống như Đại sư Ấn Quang nói vậy Không hề sai Một phần thành kính Được một phần lợi ích Như đoạn kinh văn mà hiện nay chúng ta đang nói Ta có một phần khế nhập Mười phần cung kính Sẽ có mười phần khế nhập Không có tâm cung kính Không thể khế nhập Tâm cung kính là gì? Có thể cung kính đối với cha mẹ, có thể cung kính đối với Phật Bồ Tát, là có thể cung kính đối với tất cả chúng sanh. Cung kính bình đẳng. Tất cả bình đẳng. Đối với tất cả không cung kính là không cung kính đối với Phật, không cung kính đối với cha mẹ. Một là tất cả, tất cả là một. Đây là sự thật không phải giả. Trong Phật Pháp Đại Thừa không có giai cấp, không có phân biệt. Nó là nhất thể. Dùng tâm chân thành cung kính đối đại với tất cả chúng sanh. Thậm chí nói với quý vị, Đối đại với oán thần trái chủ Người này hủy bán tôi Sỉ nhục tôi hãm hại tôi Thậm chí sát hại tôi Đối với họ vẫn cùng kinh Không có oán hận Vì sao vậy? Vì bình đẳng Họ có những hành vi này đối với tôi là do bản tánh họ mê muội chư phật bồ tát đối với tất cả pháp đều bình đẳng là họ giác ngộ hiểu rõ chân tướng sự thật ta muốn là một người hồ đồ hay là làm một người sáng suốt Làm người sáng suốt thì học Phật Bồ Tát. Làm người hồ đồ thì cứ học theo họ Học theo họ là tạo nghiệp Phải cảm thọ quả báo trong luân hồi lục đạo Nếu học Phật Bồ Tát thì sao? Chúng ta có thể an bình giảng sanh về thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc ngày ngày thân cận Phật A-di-đà Nghe Phật A-di-đà giảng kinh thuyết Pháp Quý vị nghĩ Tại điện thế giới cực lạc Nghe Phật A-di-đà giảng kinh Nghe kinh gì? Sở thích mỗi người không giống nhau Nếu quý vị hỏi tôi Tôi chân thật nói rằng Tôi chỉ nghe kinh vô lượng thọ Không nghe kinh khác Nhất môn thâm nhập vĩnh diễn một môn Không đổi qua môn thứ hai Nhưng phải biết rằng Môn này nó thông tất cả các pháp môn Một kinh thông tất cả các pháp môn đều thông Một tự tánh thanh tịnh hiển lộ ra Đoạn này Nói rõ về thiện hộ ý nghiệp Và thiện hộ khẩu nghiệp Đoạn tiếp theo là thiện hộ thân nghiệp Không mất luật nghi Trong tam nghiệp Ý nghiệp là chủ Thân khẩu là tạo tác Khẩu dễ tạo tác nhất Khi Đức Thế Tôn Giảng kinh vô lượng thọ Để khẩu ở trước Đặc biệt nhắc nhở chúng ta khi tạo nghiệp, khẩu nghiệp tạo nhiều nhất. Khẩu nghiệp tạo nặng nhất. Không cẩn thận, mọi người đều biết. Trong địa ngục có địa ngục bạc thiệt. Địa ngục bạc thiệt là chuyên trị khẩu nghiệp. Bởi thì, cứ tự sắp xếp có dụng ý rất sâu. Hiện hộ thân nghiệp không mất luật nghi Luật là giới luật Nghi là nghi tắc Tức là oai nghi Nguyên tắc Đại thừa Nghĩa chương quyển thứ 10 nói Luật nghi Tức là Phá chi chỉ ác Gọi là luật Chỉ tức chí chỉ Phải ngăn chặn Đối với tất cả đều ác Pháp này gọi là luật Ví dụ sát sanh Đây là ác pháp Ở trên thêm vào chữ không Không chính là chỉ 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 Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm thân Có ba nghiệp Sát đạo dâm Khẩu Không giọng ngữ Không lưỡng thiệt Không ý ngữ Không ác khẩu Đây là bốn loại ác khẩu Ở trước dùng chữ không để chế trị nó Khởi tâm đồng niệm có ba loại bất thiện Tham sân si Không tham, không sân, không si Trong giới luật như những điều này gọi là luật Nó là chế chỉ không có phép tạo Không được tạo tội có hai loại một loại là tánh tội xác đạo dâm dọng thập ác này thập ác là tánh tội người không học phật người không thọ giới người không thọ tam quy ngụ giới họ làm có tội chăng có tội vì sao vậy vì nó là tánh tội bản thân nó chính là tội trong ngụ giới có giới về rượu không uống rượu rượu gọi là giá tội nó không phải tánh tội nói cách khác Uống rượu không có tội Vậy tại sao không được uống rượu Vì sợ khi uống say Dễ phạm tội sát đạo dâm vọng Vấn đề là như vậy Nếu như uống say Mà không làm những việc sát đạo dâm vọng Vậy quý vị có thể uống rượu Sợ là sau khi say Không kiềm chế được bản thân Bản thân không làm chủ được gây ra những tội lỗi. Cho nên gọi là chế, đây là giá tội. Nghĩa là đề phòng lỗi lầm. Bản thân nó không có lỗi. Phòng chỉ xoay lầm. Cho nên cũng thêm vào. Nhất định phải hiểu đạo lý của nó. Nếu không hiểu giữ giới luật một cách cứng nhắc là sai. đức phật là một người rất có đạo lý là người rất dễ thương ngài tuyệt đối không miễn cử người khác cho nên giới luật của ngài rất là linh hoạt không có cương nhắc đội với giới luật nhất định phải hiểu khai giá trị phạm Thế nào gọi là phạm giới? Thế nào gọi là trì giới? Cần phải hiểu. Nếu không hiểu, không phải học tập. Giới có khai duyên. Khai. Sát đạo giam vọng đều có khai. Trong tình huống như thế nào? Trong khi lợi ích tất cả chúng sanh Nó có thể khai Bình thường thì sao? Bình thường không có những tình huống đặc biệt này Nhất định phải tuân thủ Không được khai giới Trong kinh điển Có một câu chuyện Đây là thật Hình như là phi tử hoàng hậu Của vua Ba Tư Nạc Trì với bá quan trai Hôm đó, Đầu bếp nấu thức ăn không ngon Quốc dương rất giận Muốn tử hình ông ta Hoàng hậu biết đầu bếp này là người tố Vì cứu ông ta Ngày bác quan trai giới này bà không giữ nữa Bầu bạn với quốc dương để quốc dương vui lòng đây là khai giới, không phải là pha giới. Để cứu người. Đến ngày thứ hai, quốc dương cũng hối hận. Hôm qua nổi giận giết chết đầu bếp. Hoàng hậu nói không có. Ông ta vẫn còn. Vua vô cùng quan hỷ. Quý vị xem, phương pháp trì giới linh hoạt biết bao. nếu hoàng hậu không có cử chỉ này, không có phương tiện thiện xảo, người đầu bếp này chết thật, giết rồi bà cũng không biết hoàng để hối hận, tìm người đầu bếp khác không dễ tìm, một chút lỗi lầm, sao có thể giết người chứ? cho nên trì giới mà không hiểu khai giá trì phạm vậy thì không thể trì giới mỗi điều giới đều phải nói rõ ràng trong tình huống nào có khai duyên nó không hề cứng nhắc nghĩa là nói để biết vận dụng linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày không hề có chướng ngại nhưng khai giới nhất định là để lợi ích chúng sanh phương tiện thiện, thiện xảo nghi là nghi tắc ý nghĩa tương đồng với lễ tiết của người xưa nói nghi là giữ quy củ Tuân thủ lệ tiết Đại thừa Nghĩa Chương Quyển 10 Có một đoạn như vậy Nói về luật nghi Tức là pháp chế chỉ điều ác Gọi là luật Hành theo giới luật Cho nên gọi là Luật nghi Ý này gọi là luật nghi phá phòng phi trị ác gọi là giới luật. Đây là nói rõ về ý nghĩa của giới luật. Phòng chỉ ta làm ác. Chỉ chỉ ta làm pháp bất thiện, phi chính là bất thiện. Những giáo huấn này của Phật gọi là giới luật. Hành vi y chỉ vào giới luật, gọi là luật nghi. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, giữ đúng quy phạm của giới luật. Tuyệt đối không được trái phạm. Phật về chúng ta làm, chúng ta nên làm phật dạy không được làm chúng ta tuyệt đối không làm đây gọi là luật nghi trong kinh điển tiểu thừa giới luật của tiểu thừa đa phần là chế chỉ cấm chỉ chúng ta làm ác trong giới bồ tát đại thừa nghiêng nặng về hành thiền cho nên tiểu thừa gọi là chỉ trì Đại thừa gọi là tác trì Vậy ta làm Không làm là phạm giới Giới tiểu thừa đa phần là chế chỉ Cấm chỉ sát sanh Ta không được sát sanh Sát sanh là pha giới Ví dụ trong giới đại thừa Bồ Tát không dễ làm. Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia đều giống nhau. Quý vị ở chỗ này, cách chỗ mình ở 40 dặm. Ngoài 40 dặm, có Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Nếu mình không đến nghe là phạm giới. 40 dặm là gì? Đi về trong một ngày. Đi đến đó nghe kinh xong trở về. Một ngày. Nếu nói 40 dặm, chúng ta cần 4 tiếng mới đến nơi. Trở về cũng là 4 tiếng nghe giảng kinh chỉ hai tiếng, mười tiếng. Ngày nay tính thời gian không thể tính từ số dặm. Nếu ta đi máy bay, bay đi bốn tiếng, nghe xong bộ kinh trở về, đây là Bồ Tát. Nếu không làm như vậy, tức phạm giới Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát gọi là tác trị Yêu cầu quý vị phải làm gương cho chúng sanh Không làm gương tốt tức là phạm giới Bởi vậy giới tiểu thừa dễ trì Giới đại thừa khó trì Chỉ trì của đại thừa Tức là không cho phép chúng ta làm Là luận tâm không luận sự không ở trên sự tướng Ví dụ sát sanh Sự thật ta không hề giết Tôi hận anh ta Tôi muốn giết anh ta Vậy là phạm giới rồi Tiểu thừa về điều này không phạm giới Tiểu thừa phải có hành động Kế tội Khởi tâm động niệm không phạm Giới đại thừa khởi tâm động niệm cũng phạm Cho nên đại thừa khó hơn tiểu thừa Rất nhiều Hành sự sao tư trì ký lại nói Thông cấm chế chỉ là luật Tạo tá có tướng là nghi Hai chữ luật nghi này cũng giải thích rất rõ ràng Thông thông cấm chí chỉ nghĩa là nói đối với tất cả việc ác ý niệm ác hành vi ác phật hoàn toàn cấm chỉ đây là nghĩa của luật tạo tác có tướng là nghi có tướng, tướng này là tướng hảo. Tổng kết ý ở trên, tổng hợp ý nghĩa ở trên ngoài. Y chỉ giới luật. Chúng ta gọi là nương tựa. Y chỉ tức là nương tựa. Lấy giới luật làm nơi y cứ. Hành vi ngôn ngữ của chúng ta ngôn ngữ của chúng ta tạo tác của chúng ta cần phải y theo giới luật thể hiện đối với hành nghi gọi là luật nghi thực hành nơi thân khẩu ý thực hành trong cuộc sống hàng ngày Thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật Đây gọi là luật nghi Luật nghi giới là Một trong tam tụ tịnh giới Tam tụ tịnh giới Ở dư nói thế nào gọi là tam tụ Đây là trong giới luật có ba loại lớn. Ba loại lớn, thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nó là một loại ở trong tam tù. Ví dụ chúng ta thọ trì ngũ giới, bác giới, cũng gọi là giới bác quan trai, thập giới, giới cụ túc, giới bồ tát. Những giới luật này đều gọi là luật nghi giới. Thứ hai là giết thiện pháp giới. Trong luật nghi không có. Không nói đến. Nhưng nó là thiện pháp. Bồ Tát nhất định là đoạn ác tu thiền Ví dụ Hút thuốc Hút thuốc Trong luật nghi giới không có Nên có người nói Trong giới của Phật không cấm hút thuốc Càng nghiêm trọng hơn là hút thuốc phiện Những loại như nhà phiến ma túy Giới luật cũng không cấm chỉ Chúng ta có thể dùng chăng không được Vì sao vậy? Vì nó không phải thiện pháp Hút thuốc có hại đến sức khỏe đây không phải là việc tốt suy trong giới luật không có cũng phải tuân thủ cũng không được đây chính là mở rộng phạm vi giới luật chỉ cần là tất cả thiền pháp lấy tu tất cả thiền pháp làm giới Thiện pháp này là lợi ích của chính mình Có lợi ích cho sức khỏe thân tâm Tuy Phật không nói cũng phải tuân thủ Thứ ba là Nhiếp chúng sanh giới Còn có một danh từ Gọi là nhiêu ích hữu tình giới lấy nhiều ít tất cả hữu tình làm dưới. nhiều là phong nhiêu ít là lợi ích có lợi ích rất lớn đối với tất cả chúng sanh đức phật không nói cần làm chăng cần làm lợi ích xã hội lợi ích quốc gia lợi ích nhân loại Việc này không thể không làm. Không làm là trái với giáo huấn của Phật. Điều này không thể không biết. Nhất định phải có trí tuệ không có trí tuệ không thể thành tựu luôn làm sai vấn đề có trí tuệ phân biệt đúng sai hiện ác vì hành vi cũng phải dùng trí tuệ tiết chế bản thân gọi là phương tiện thiện xảo Tại gia khác với xuất gia Ví dụ ngày nay xã hội động loạn Bồ Tát tại gia Có thể tham gia chính trị Bồ Tát xuất gia tuyệt đối không được Đây là điều khác nhau Bồ Tát xuất gia nên giúp xã hội như thế nào? Bằng cách giảng kinh dạy học Triển khai khuyến hóa đối với xã hội Nhà Phật có trường hợp Quốc gia có thiên tài Quý vị thấy trong kinh Phật Có kinh nhân dương hộ quốc Bát nhã ba la mật quốc dương phát khởi lễ thỉnh những bậc cao tăng xuất gia giúp xã hội hóa giải thiên tai dùng phương pháp gì toàn quốc trong kinh nói 500 vị pháp sư trăm ở đây không phải là trăm người mà là viên mãn ngày nay gọi là toàn quốc những người xuất gia nghiêm trì giới luật trên cả nước làm gương làm mô phạm cho xã hội đại chúng giảng kinh dạy học đây chính là nói muốn người xuất gia đứng lên dùng hành động và lời nói giảng kinh làm nên tấm gương tu nhằm vào tình hình của xã hội trong kinh điển Phật Bồ Tát dạy chúng ta nên làm như thế nào Xã hội này hiểu luân lý Nói với mọi người về hiếu đạo Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Trật tự xã hội hỗn loạn Phải khuyên người tuân thủ pháp lệnh quy chương của nhà nước phải tuân thủ luân lý đạo đức định luật nhân quả dùng những điều này để khuyên mọi người hậu nhân có rất nhiều ngộ nhận cho rằng như thế nào quốc gia có thiên tai chúng ta đứng ra tổ chức pháp hội Tụng kinh lạy Phật cầu Phật Bồ Tát gia hộ Điều này biến thành mê tín Đúng là mê tín Đức Phật nói rất rõ ràng Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Ngài không nói khi thiên tai xảy ra Mọi người đều phải thắp hương lạy Phật Phật Bồ Tát gia hộ quý vị quá giải thiên tài Không hề nói như vậy Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì gia trì chúng ta? Dùng cách dạy học. Giảng rõ về đạo lý. Thiên tai do đâu mà phát sanh? Làm sao quá dạy chúng? Ý nghĩa giống với... Nhà khoa học Baladen nói, Bảo ta đoạn ác tu thiện, Dạy ta cái tà quy chánh, Bảo ta đoan chánh tâm niệm, vì sao vậy vì cảnh tùy tâm chuyển nhân tâm chúng ta tốt đẹp thiên hà đại địa tự nhiên không có thiên tài nó cũng trở nên tốt đẹp thân thể con người tâm tốt thân thể cũng tốt vì sao vậy vì thân là cảnh giới thân chuyển theo ý niệm ý niệm thiện thân thể không có gì không thiện một người ngày ngày nghĩ đến Phật A-di-đà Ngày ngày nghĩ đến Kinh Vô Lượng Thọ Thân thể của họ sao có thể biến hoại được Làm gì có đạo lý này Nếu người này ngày ngày nghĩ đến việc sát đạo dâm vọng Là tự tư tự, tự lợi Tổ người lợi mình Người này nhất định có bệnh Thử đi khám xem Thân thể họ nhất định có bệnh Vì sao vậy? Vì tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyển Họ dùng phương pháp này giúp ta giải quyết Phương pháp này hiện nay mọi người thừa nhận Đây là khoa học Phù hợp với tinh thần khoa học Họ không dùng mê tín Cầu nguyện cầu phước theo kiểu mê tín này có hiệu quả chăng? Có hiệu quả tôi từng nói là trị ngọn không trị gốc lâm thời có thể khiến chậm lại đôi chút không thể trị gốc thiên tai này nhẹ hơn một chút thời gian ngắn hơn một chút vài ngày sau lại phát tác chưa trị gốc ý niệm chưa chuyện Muốn thân thể mạnh khỏe Nhất định phải trì giới tu định Muốn địa cầu bình an Cũng phải trì giới tu định Chúng ta trì giới tu định Có thể ảnh hưởng đến địa cầu Chẳng những có thể ảnh hưởng địa cầu Mà còn có thể ảnh hưởng hệ thái dương Có thể ảnh hưởng hệ ngân hà Cho nên cách nói năm 2012 ngân hà đối tề Phật Pháp có phương pháp quá giải Đoàn tránh tâm niệm Thật sự có thể ảnh hưởng ngân hà Chế tâm nhất sự vô sự bất biện Chúng ta hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngân hà đối tề chúng ta có thể giải quyết được không? Đức Phật gật đầu được chỉ tâm một chỗ thật sự có thể giải quyết vấn đề à, Khoa học cũng đã phát hiện Sức mạnh của ý niệm tập thể Rất lớn, rất lớn Ở đây chúng ta có thể thấu triệt lãnh hội được Nhân dương hộ quốc Chính là Ý thức tập thể có thể hóa giải thiên tai do con người tạo ra có thể hóa giải thiên tai tự nhiên phải hiểu lý mới được trong phật pháp không hề có sự mê tín vì sao siêu độ có linh nghiệm không có gì khác chính là ý niệm tập thể Mấy người cùng nhau tụng kinh Đoan chánh tâm niệm Dùng tâm đoan chánh để đối trị vấn đề này Ví dụ người này xoanh bệnh Nhằm vào bệnh này của họ Bệnh của họ có thể chậm lại Có thể quá giải Nhưng người bệnh phải tin Tin sẽ nhanh lành Không tin sẽ rất chậm Không tin cũng có hiệu quả Nhưng hiệu quả rất yếu ớt nếu họ tin có thể phối hợp Sức mạnh này không thể nghĩ bàn Không phải không có đạo lý Nhất định phải nói rõ ràng Minh bạch về lý Mọi người sẽ tin Ba loại trên là giới Mà Bồ Tát Đại Thừa đều thọ Hôm nay hết giờ rồi Chúng ta học tập đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô A Di Đà Phật